Chào tất cả mọi người nha. Ở video trước thì mình có vẽ cái nắp sáo này cho anh em xem rồi đấy. Ở video hôm nay thì mình sẽ mô phỏng quá trình gia công cái nắp sáo này cho anh em xem. Cái nắp sáo đây, mình sẽ cho anh em xem lại một lần nữa. Đây, đây là phần lưỡi gà này. Cái phần lòng chảo này. Anh em đây là miệng này, nhìn miệng này từ trên xuống này. Có hai cái phần này thì mình chưa biết cách vẽ nhé. Cái phần này thì chắc là sau này là sẽ phải xử lý bằng tay anh em nhé, tức là anh em dùng tay anh em gọt hai phần này chứ không gia công được nhé. Cái này nó rất khó để gia công nhé. Rồi mình sẽ cho anh em xem cái ấy, cái mặt nghiêng của cái này. Đây, đây là cái mặt cắt nghiêng của cái này nhá. Đây, viên dạng nó như thế này. Thì anh em nào anh em làm anh em lạo càng nhiều ở trong này, đây, cái phần này này. Anh em lạo ở đây thì nó sẽ giảm được đáng kể cái khối lượng của cái lắp sáo này, nó làm nó nhẹ rất nhiều. Cái lưỡi gà này anh em lạo vào trong này cũng thế, anh em cũng lạo vào trong này nhiều thì nó giảm được rất nhiều khối lượng của cái lắp sáo nhá. Để bình thường ấy, cái bài này anh em làm vành càng to thì nó càng nặng nhá. Này, cái này vành này nó to ra này, to đây chẳng hạn thì nó như thế này thì nó tăng thêm một khoảng lớn gỗ ở đây này, nó rất là nặng. Nên anh em làm mà chỉ làm cái nắp sáo nó vừa vừa thôi, đừng có làm to quá. Đây, bị biên dạng trong lòng nó cũng cắt ra là nhìn như này. Sau khi anh em nạo thì trong này còn nó còn nhìn cho nó rộng tuếch nữa cơ. Đây. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm mô phỏng cho anh em xem. Đây, mình dùng cái phần mềm này, phần mềm UOC. Thì đa số là các bác thợ máy đục ấy, các bác thợ mộc ấy, các bác ấy dùng cái phần mềm là phần mềm GDP hay là cái gì thì mình không nhớ rõ, nhưng mình không biết sử dụng cái phần mềm đấy, mình chỉ biết dùng phần mềm này thôi. Đây, đây là phần mềm lập trình gia công cơ khí nhá. Đây, cái nắp sáo mình đã thêm vào rồi. Thì cái này cái này hiện tại thì đường kính nó đang là đầu thì mình soi ra nó bao nhiêu nhá. Cái này đang mình đang để đăng của cái nắp sáo là 50 anh em nhé. Đây mình sẽ đo thử cho anh em xem nắp sáo này nó bao nhiêu nhá. Đây radius là 25. 25 thì suy ra là bán kính là 25. Radius R là 25 thì đường kính D nó là 50 nhé. Rồi đầu tiên là mình đã quy phôi nó, thì quy phôi kiểu như là chọn khúc gỗ để gia công ấy, thì anh em chọn cái khúc gỗ nào nó to hơn cái nắp sáo này một chút. Thì ở đây nó có thông số sẵn, ví như cái khúc gỗ vừa, cái khúc gỗ mà có thể vừa được cái này thì kích thước nó là tầm tầm 110 nhân nhân 110, tức là cái miếng gỗ tầm 11 cm và dày là 35. Khổ dày của mình có 35. Đây mình đã quy nó rồi. Đây cái nắp sáo sẽ nằm trọn trong cái miếng gỗ này. Thì cái dao của máy đục ấy, thì có mấy loại cơ. Một loại là dao cái dao là mũi phẳng, một loại dao là mũi nhọn. Thì mình khuyên là nếu mà anh em cắt nắp sáo thì anh em chỉ cần nhanh thôi, kiểu gì kiểu sau này vẫn phải nạo ở trong cái lòng này, là phải lạo vét lấy đục vét lại một lượt đấy, thì cứ dùng cái dao mũi phẳng cắt cho nhanh, chứ dùng cái pha cái dao mũi nhọn này. Đây cái dao mũi nhọn biến dạng như này này. Đây, cái dao mũi nhọn thì tức là cái đầu nó nhọn đấy, mình đang đây nó dạng dáng dấp như con đây. Đây hình dáng nó tương tự kiểu này nha anh em nhé. Lòng mũi nhọn này thì cắt rất là lâu nhá. Mình thích cắt mũi phẳng về mình lạo lại thôi. Còn là đi ra mũi nhọn này mình chỉ để nắp nó, là mình muốn vét nhẵn trong lòng thì mình dùng cái dao mũi nhọn này thôi. Đây, hôm nay mình sẽ ăn mô phỏng là cắt bằng cái dao mũi phẳng nhá. Đây, mũi phẳng là dao như này anh em, như này. Đây, thường là dao mũi phẳng là ở cái nắp vừa mới đục là dao mũi 4 mm anh em nhé. Rồi, giờ mình sẽ mô tạo các cái chương trình chạy cho cái này. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái dao mũi phẳng nhé. Đây, đây là cái dao mũi phẳng này. Nếu dùng cái dao mũi nhọn là cắt lâu lắm. Đây, dao này thì
Đa số là máy đục mình hay dùng cái dao dao mũi, đường kính nó là 4 mm thì bán kính nó là 2. Đây, dao này. Tốc độ cắt thì mình để tầm 3.000 thôi. Để nhiều chạy nó nhanh quá nó dễ bị gãy dao với cả bị văng miếng gỗ đi nhá. Thì điểm cao nhất thì anh em nên chọn cái điểm cao nhất là cái ở cái là giữa của miếng gỗ nhé. Đây đây mình bật cái miếng gỗ cho anh em xem. Thì anh em nên chọn điểm cao nhất là cái điểm chính tâm giữa của miếng gỗ này, và điểm cao nhất là điểm ở mặt trên nhé. Đây thì nó sẽ đục dần từ cái điểm cao nhất này nó đục xuống, thì hay là trong cơ khí người ta gọi là cái đây là cái gốc tọa độ gia công ấy. Gốc tọa độ tuyệt đối ấy. Hệ tọa độ tuyệt đối đây nó lên đây này. Đây là các cái đường chạy này, thì nó sẽ cắt từng lớp một, mỗi lần nó ăn xuống tầm 1 mm thì quá trình cắt cái này mất khoảng 6 phút. Đây nó hiển thị đây là cắt một cái lát này mất khoảng 6 phút, rất là nhanh nhé. Nó phải lắp D50 mất có 6 phút, rất là nhanh. Đây mình sẽ mô phỏng cái này cho anh em xem. Đây nó sẽ cắt từng lớp một. Đấy, nhìn thấy nó cắt từng lớp một, bao giờ đến khi nào hết cái đúng gần đúng với cái biên dạng của cái lắp sáo thì nó sẽ dừng lại. Thì cái lắp sáo này mình thường cắt một mặt thôi. Anh em nào muốn cắt hai mặt thì lại phải làm thêm một cái chương trình để cắt mặt sau nữa. Đây nhưng cắt mặt một như này, tiếp đến là tí nữa sẽ cắt mặt hai. Ok, đây. Thì sau khi cắt quá trình cắt thì nó sẽ được như như thế này. Đây, hiện tại thì những cái chỗ này nó thành tạo các bậc thang. Sau này kiểu gì cũng phải lạo lại thôi, nên cũng không cần cắt nhẵn. Còn nếu mà muốn cắt nhẵn thì thêm một cái con dao nhọn nữa vào, là mũi nhọn nữa vào thì nó vét sẽ rất là nhẵn. Đây, mình sẽ thêm thử cho anh em xem. Hoặc là anh em lại có con dao cầu thì anh em lắp con dao cầu cũng được. Đây đây con dao dao cầu này, dao có mũi hình cầu hình tròn này. Nhưng mà nếu mà tháo vào nhiều, nếu mà cái dao mà tháo vào nhiều thì nó rất dễ là bị hỏng trục nhá, nên hạn chế tháo ra cái máy đục ấy. Người ta hạn chế tháo dao nhiều nhá. Đây là các đường đường chạy dao này, tiếp đến này cái con dao cầu nó chạy này. Đây sau khi chạy con dao cầu thì anh em có thấy nhìn nó vét tí nó sẽ rất là nhẵn luôn. Này mình sẽ tiếp tục mô phỏng nhé. Đây nhau thấy nó vét lại một nó đi lại một lượt này, mất khoảng 4 phút nhá, quá trình này mất khoảng 4 phút nó vét lại một lượt. Thì mọi người nhìn thấy là đây những bậc thang dần dần biến mất rồi, nhưng mà sau này vẫn phải lạo lại, nên mình thường là mình bỏ qua cái công đoạn này.
Ok, đây. Sau khi chạy thêm một con dao cầu thì nó như này. Thì do mình chạy bằng cái con dao phẳng ấy, nhưng mũi nó thẳng đứng ấy, nên cái thành này nó vẫn thẳng tắp này, nó không bị nghiêng như là dùng cái con dao nhọn. Tiếp đến là chạy cái mặt sau nhá. Tức là tạo cái vành ngoài này này. Thì lúc này là lấy cái điểm cao nhất thì anh em lại lấy ở mặt ngược lại nhé, và điểm cao nhất là vẫn là cái điểm ở chính giữa của cái khúc gỗ ấy, chính giữa gỗ anh em vừa gia công đấy. Cái này phải lấy chuẩn xác nhé, nếu mà lấy nhầm là lúc sau là cái lắp sẽ lệch nhé. Thì cái mặt này thì mình vẫn dùng con dao dao phẳng đấy nhá, phẳng cắt rất là nhanh nhá. Ok, đây. Đây, mình cho nó chạy thử cho anh em xem. À, hiện tại thì hơi nhầm một chút. Thì cái mặt này ở mặt trước mình đã đục cái ấy rồi. Mình đã đục cái lỗ này rồi, nên mặt này không cần nữa. Mình sẽ bỏ cái để nó không vào cái lỗ đấy nữa. Để xem kích thước bao nhiêu nữa. Bây giờ mình sẽ không cho nó cắt vào cái khe này nữa. Thì 12 12 cho đến tầm 15. Ok. Nếu mà muốn cắt được cái mặt này nó như này đẹp như này luôn ấy thì anh em cần phải kiểu như là dán cái khúc gỗ lên cái bàn bàn máy, dán thật chuẩn nhá. Là mặt trước nó phải song song với nhau, giữa hai cái lần dán ấy. Khúc gỗ là đầu tiên dán song song với bàn máy, mặt mặt là dán lại cũng phải song song thì cắt được mới được cái này nó chuẩn. Mình thì mình có cắt cho nhanh, cái này về làm thủ công ấy, nên thường mình chỉ để cắt cho nhanh thôi chứ không cắt tỉ mỉ nó rất là tốn thời gian nhé. Như bên trên cắt được cái quá trình cắt được cái trong lòng này đã mất 5 phút rồi, cái tiếp theo cái này cắt mất mất 18 phút nhá, lâu phết cái mặt sau này, nên là mình bình thường chỉ cắt cái mặt mặt kia thôi, cắt mặt đấy là mình còn lại thì mình đẽo bằng tay, đẽo mất khoảng 2 phút là đẽo xong rồi, mà chà mất khoảng mấy phút nữa, nó rất là nhanh luôn. Vẫn vào là thế, đéo là nhỉ. Ok, tạm thế đây, kệ nó đi nhá.
Rồi sẽ tiếp tục mô phỏng cho anh em xem. Ok. Đây, nó đang cắt anh em nhé. Cái này nó cắt từng lớp một ấy, nên nó rất lâu này, nó cắt từ trên cắt xuống này. Đây, từng lớp một. Đây, ok anh em nhìn thấy chưa? Đây, sau khi cắt xong nó nhìn nó như này. Nó thành một cái lắp sáo khá hoàn chỉnh rồi nhá. Bây giờ chỉ còn việc là lấy máy chà anh em mài qua một lượt. Mài qua một lượt là nó rất đẹp đây. Rồi thì nó cũng đã cắt mở miệng sẵn cho anh em rồi này. Còn ông nào muốn cắt đẹp nữa thì thêm một con dao cầu nữa nhá. Đây, như đây. Mình thêm một con dao cầu nữa vào. Thêm một con dao cầu nữa thì chỉ cần còn là gọt nữa, còn lại một tí nữa là xong. Đấy, mình thêm con dao cầu 2 chẳng hạn. Dao cầu 2 là bán kính 1 này. Tí nữa thêm con dao nhầm 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 như mình chạy thêm bằng cái con dao cầu 2 đây, mình sẽ tính lại cho anh em xem. Sau khi chạy thêm con dao cầu 2 thì nó rất là nhẵn, nó gần như là hoàn hảo luôn. Về chỉ việc gọi là cắt một số cái góc, ở cái góc này cần thì con dao cầu nó không cắt được vào góc này, nó không cắt đẹp được ấy, nên chỉ cần lấy dao nhọn nó rạch một tí nữa là nó rất là đẹp luôn. Sau khi vét thêm một dao cầu nữa thì cái lắp sáo này gần như hoàn hảo luôn đây. Mình mô phỏng cho anh em xem.
Đây. Sau khi cái chạy bằng cái con dao cầu này thì anh em nhìn thấy nắp sáo chưa? Nó gần như hoàn hảo luôn đây, chỉ việc ở chỗ có một số cái góc này, này. Hiện tại là nó đang con dao cầu nó vào nó chạy thì nó không vét vét vuông được. Thì về chỉ phải lấy dao nhọn là rạch một chút ở chỗ này, đây, hai phần miệng này, rạch một chút. Rạch phần này một chút. Và rạch với những cái vào góc này một chút là anh em đã có một cái miệng sáo nó đẹp tuyệt rồi. Mà chạy thêm một cái dao cầu là mất thời gian nhé, mình chỉ chạy qua qua rồi mới chà, mình chà chà rất là nhanh luôn, vèo cái là mình đã chà xong một cái thôi. Sau khi mô phỏng xong mà cảm thấy nó chạy ưng ý rồi thì chỉ việc là xuất file và ném vào cái máy đục nó đục thôi. Thì cái máy đục là mình nghĩ là nó không đọc được những cái file này, nên mình mỗi lần mình sang mình nhờ người ta chạy thì mình sẽ lấy cái nội dung ở trong cái file xuất ra, mình sẽ lắp nhét vào cái máy đục, ở cái file máy đục có đọc được ấy, thì nó sẽ chạy theo cái tọa độ đấy và tạo được cái thành phẩm. Đây, ví dụ như đây mình xuất một cái file ra nhá. Đây là một cái file nhé. Thì sau khi nhét cái file này vào cái máy đục ấy thì nó sẽ chạy 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 theo cho các cái tọa độ này, nó lập trình sẵn rồi đây, nó cứ chạy theo tọa độ này. Sau khi hoàn tất quá trình thì nó thành một cái lắp sáo như vừa rồi nha. Đây, những câu lệnh này thì thường là cái máy đục nó không đọc được, thì mình mỗi lần về mình chạy ấy, mình chỉ lấy thì bỏ đoạn này đi này, đây mình sẽ bỏ cái đoạn này đi và mình chỉ lấy cái phần này thôi, máy đục nó chạy từ cái đoạn mã này trở xuống. Phần này cũng xóa đi nhá. Đây, máy đục nó sẽ chạy nghe từ cái đoạn mã này, nó sẽ chạy xuống đến dưới cùng như này, nó sẽ chạy xuống dưới này và kết thúc chương trình thì sẽ xong được cái lắp sáo như kia. Rồi, ok, video này kết thúc nhé.